Xin chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang có mặt ở trong kênh Happy Car. Và đây là clip đầu tiên của chiếc xe. Và đây là chiếc xe đầu tiên ở trong chương trình Happy Car lần này. Và chiếc xe mẫu đầu tiên mà Quyết muốn giới thiệu cho tất cả mọi người, đó chính là chiếc xe gọi là bình dân nhưng là bán chạy nhất Toyota hiện tại ở trong 10 năm liền. Từ năm 2003, Toyota Vios bắt đầu vào thị trường Việt Nam và luôn dẫn đầu là một trong những chiếc xe bán chạy nhất của Toyota. Doanh số hiện tại ở trong năm 2019 là 2.600 xe và vẫn đang dẫn đầu ở trong phân khúc này. Ở tháng 12 lần này thì Toyota họ luôn biết rằng là họ cần phải thay đổi để có thể cạnh tranh với các phân khúc hãng xe khác như Hyundai Accent và Kia K3. Một số các dòng xe khác thì họ đã có thay đổi và những có tân tiến và Toyota họ biết như vậy. Và lần này Toyota có những xe thay đổi như thế nào và chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Đầu tiên, Vios thì chúng ta sẽ ở mặt bên ngoài, Vios không có sự khác biệt nhiều so với năm 2019. Tuy nhiên, năm 2020, Toyota Vios sẽ được thay đổi, đó chính là cảm biến góc trước của chiếc xe. Hai cảm biến góc trước sẽ giúp cho khách hàng chúng ta có thể là khi mà đi vào những khung đường hẹp, giúp khách hàng nhận ra được các chướng ngại vật một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng đi sang phía cảm biến góc sau. Ở phần cảm biến góc sau thì cũng sẽ là cảm biến hai bên. Tất nhiên, Vios năm 2020 sẽ vẫn giữ được cảm biến, đó là cảm biến lùi, cảm biến ở phía sau. Chúng ta sẽ có 6 cảm biến, 2 cảm biến phía sau, hai cảm biến phía trước và 4 cảm biến phía sau. Nó sẽ tăng được tính năng an toàn và cũng như mọi người biết được rằng là tiêu chuẩn an toàn của Toyota bây giờ đã là 5 sao đề khác rồi. Và một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu một cách sâu hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong nội thất có những thay đổi như thế nào đối với Vios năm 2020. Mời các bạn cùng chúng ta cùng đi vào trong. Vios năm 2020 thì chúng ta sẽ có một trong những cái thay đổi mà Quyết nghĩ là đáng giá. Đó chính là chiếc Cruise Control. Cruise Control là gì? Là kiểm soát hành trình. Kiểm soát hành trình. Đối với kiểm soát hành trình sẽ giúp cho các bạn là đi trên đường dài, chúng ta sẽ không cần phải đạp ga quá nhiều mà hệ thống Vios sẽ tự động là giữ cho chúng ta. Ví dụ mọi người cài với tốc độ là 60 km/h thì xe sẽ giữ nguyên tốc độ 60 km/h. Điều đó mang lại cho các bạn là giảm thao tác và tăng tính tiện nghi. Điều đó mang lại cho mọi người là cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều khi mà đi đường trường. Đây là một chi tiết vô cùng đáng giá. Và sẽ có những clip sau Quyết sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cách sử dụng Cruise Control như thế nào. Còn ngày hôm nay thì Quyết chỉ muốn giới thiệu cho mọi người những sự thay đổi của Vios năm 2020 thôi. Và điểm đáng giá thứ ba đó chính là chiếc màn hình đa thông tin TFT 4,2 inch sẽ được có trên Vios năm 2020, cụ thể là bản Vios G chúng ta đang trải nghiệm đây. Và tích hợp luôn các phím điều chỉnh ở ngay trên vô lăng. Và Quyết sẽ cùng khám phá mọi người một chút ở trong này trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Ở trong này thì mọi người sẽ được biết các cái thông tin information này, biết được thông tin số km còn lại đi được là bao nhiêu, số km/h, lượng xăng còn lại là bao nhiêu. Với màn hình đa thông tin như thế này thì giúp cho mọi người quan sát một cách dễ dàng các thông tin trên xe. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là màn hình màu, không phải là màn hình đen trắng như trước đây, nên chúng ta sẽ dễ dàng quan sát hơn rất là nhiều. Và điểm thứ tư đó chính là chiếc màn hình này. Chiếc màn hình này vô cùng đáng giá. Và mọi người thấy để ý một lát, Quyết vừa cầm cái dây không ạ? Cái dây sạc này Quyết cầm từ lâu rồi. Dạ, đây chính là cái điểm mà Quyết thích thú nhất. Đó chính là đầu DVD 7 inch này đã có tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Cái việc mà kết nối như thế này sẽ giúp cho tất cả mọi người có thể là kết nối với điện thoại một cách dễ dàng, mà thay vào đó chúng ta phải kết nối với Bluetooth. Và một đặc điểm nữa, nếu ai đó muốn Google Maps ở trong phiên bản 2019 thì có lẽ rất chia buồn với các bạn là 2020 chúng ta mới có. Và đây có lẽ là thay đổi đáng giá trên chiếc đầu DVD này. Rồi, và bây giờ chúng ta thử test nhá, ở chiếc đầu DVD này sử dụng như thế nào. Là một chiếc điện thoại iPhone và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với cả đầu DVD. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cắm sạc. Mọi người nhớ rằng là ở đây thì chúng ta sẽ có một cái dây, vẫn là cái dây quen thuộc thôi, ở trên phiên bản 2019. Chúng ta chỉ khác có mỗi cái đầu DVD thôi. Đây. Và sau khi kết nối không mất nhiều thời gian quá. Đối với mọi người nhớ rằng là đối với điện thoại iPhone 5 trở lên thì sẽ được tích hợp ngay. Chúng ta cắm vào là được luôn. Còn đối với điện thoại Android thì chúng ta sẽ phải download thêm ứng dụng của
của Android để có thể kết nối được ngay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử vào Google Maps nhé. Đây, một trong những cái tính năng mà Quyết hay sử dụng mà đi trên đường tại vì là hay phải đi đăng ký, đăng kiểm cho khách hàng. Thế nên là cái này rất là tiện, đặc biệt là các bạn đang ở tỉnh. Rồi, Quyết thử nói nhé. Royal City. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Đi về hướng Tây lên Trường Chinh về phía Vương Thừa Vũ. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào bản đồ. Đó, ngay lập tức là điện thoại của chúng ta sẽ kết nối ngay với Google Maps, rất tiện lợi. Và nếu mọi người muốn thoát ra ở trên màn hình, chúng ta không cần điện thoại nữa, thì chúng ta sẽ đặt xuống và chúng ta chỉ cần thao tác ngay ở trên màn hình thôi. Ok, chúng ta chỉ đường đến ok, chúng ta ấn vào đây nhá. Và nếu mọi người không muốn thao tác bằng các cái đường đó thì chúng ta ấn vào đây nhìn cho nó rõ. Rồi, rất đơn giản. Và đây là cái điểm mà Quyết nghĩ là đáng đồng tiền nhất ở trên chiếc xe Vios G năm 2020. Rồi, và một điểm nữa trên chiếc xe 2019 mà chúng ta không có, đó chính là nếu mà chúng ta cần kết nối giữa camera lùi và đầu DVD thì 2019 chúng ta không có camera lùi. Và ngay lập tức chiếc xe 510 đã được tích hợp ngay camera lùi rồi. Vì này thì sẽ được tích hợp là 3 vạch. Đầu tiên thì là vạch xa nhất ạ. Mọi người thấy 3 vạch không ạ? Xa nhất là 1,5m này là 150cm. Vàng thì ở đây nghĩa là khoảng 1m. Và cuối cùng đỏ đây là 50cm. Thì ở đây giúp chúng ta có thể căn được nó dễ dàng hơn. Trước đây thì không có các cái kẻ dọc ở đây. Cái này thể hiện cho điều gì? Đó chính là thể hiện cho việc mà cái xe của chúng ta ấy, nó đang hình như vậy, đang hình thẳng. Và nếu chúng ta đánh lái thì nó cũng sẽ cong theo như vậy. Vừa rồi thì Quyết vừa review cho mọi người chi tiết 5 điểm rất chú ý của Vios năm 2020 so với phiên bản 2019. Và đặc biệt hơn nữa là một trong những chi tiết vô cùng quan trọng để quyết định xem sức mua của khách hàng, đó chính là về giá. 570 triệu vẫn là con số đó, không có sự thay đổi gì cả. Và đặc biệt hơn nữa là Vios vẫn giữ nguyên các tính năng option hiện tại và thêm các tính năng, 5 tính năng mà Quyết vừa chia sẻ. Đây là clip đầu tiên của Happy Car và hy vọng rằng là mang đến rất nhiều sự hữu ích dành cho quý vị và tất cả các bạn. Và mọi người hy vọng rằng mọi người hãy ấn nút chuông đăng ký ở phía bên dưới để Quyết có thể ra những video tiếp theo. Và đừng quên comment ở phía bên dưới xem Quyết cần mọi người cần những review những xe nào, Quyết sẽ review xe đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.